Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cần lắm những tấm lòng do Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, một ngày đầu tháng 3, chúng tôi tới thăm gia đình anh Mai Ngọc Văn, thôn Ngọc Diên 2, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương. Trong căn nhà nhỏ cuối thôn ẩm thấp, đồ đạc chẳng có gì đáng giá, anh Văn đang bận rộn với việc chăm sóc cho hai con trên chiếc giường nhỏ. Đã 24 năm, kể từ khi người con đầu lòng chào đời, rồi cháu thứ ba, mọi sinh hoạt của hai con đều phụ thuộc hoàn toàn vào người bố. Sự khắc khổ nhẫn nại in hẳn trên khuôn mặt của người đàn ông trung niên này. Ai có gia đình cũng mong muốn có một gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh, con cái nói chung là trong nhà đều khỏe mạnh cả. Nhưng mà gia đình tôi là không may sinh ra một cháu đầu là Mai Thị Trang. Thế là cháu 6 tuổi cháu mới biết đi. Thì cháu biết đi thì không may cháu nó lên cơn giật động kinh. Cháu thứ ba là cháu Mai Tấn Thành. Thì sinh ra khi đấy cháu còn bé. Nói chung thì người thì cũng phát triển bình thường. Nhưng mà không may cháu bị bệnh bại não, không chữa được. Gia đình đành phải đưa cháu về. Xuất ngũ năm 1990, anh Mai Ngọc Văn về quê lập gia đình cùng chị Nguyễn Thị Tám. Khi con gái đầu Mai Thị Trang ra đời, khỏe mạnh, bụ bẫm, gia đình anh chị ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc. Nhưng niềm vui kéo dài không lâu sau khi các bác sĩ ở bệnh viện kết luận cháu Trang bị bệnh thần kinh não. Rồi đến cháu thứ ba là Mai Ngọc Đạt cũng bị bại não bẩm sinh, khiến gia đình anh đau đớn suy sụp. Khi đã biết được một cháu đầu và cháu thứ ba đã bị bệnh hiểm nghèo như thế thì gia đình chúng tôi là người bố, tôi rất khổ tâm. Trong quá trình chăm sóc các cháu thì các cháu mọi sinh hoạt, các cháu không biết sinh hoạt. Tôi thì chăm sóc các cháu từ coi như là ăn uống rồi ngủ nghỉ rồi dọn tất cả vệ sinh cho các cháu. Hàng ngày, chị Tám vợ anh Văn đi chợ bán rau, chê ăn từng bữa cho cả gia đình 5 người. Anh Văn ở nhà chăm sóc, lo cho hai cháu bị bệnh. Điều lo lắng khổ tâm nhất của anh chị là cháu thứ hai, Mai Ngọc Đạt, vừa học hết lớp 12, thi đỗ vào trường đại học Hàng Hải, nhưng phải nghỉ ở nhà vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện để cháu đến trường. Cháu thứ hai là cháu Mai Ngọc Đạt, thì năm 2019 cháu cũng có thi trung học quốc gia và cháu đậu trường Hàng Hải, nhưng mà gia đình khó khăn quá cho nên là cũng không có tiền cho cháu đi học. Mong muốn của gia đình thì cũng nhờ các ban ngành đoàn thể coi như là giúp đỡ cháu cho cháu có công ăn việc làm để cho giúp đỡ cho gia đình bớt khó khăn. Mong các ban ngành đoàn thể cũng như các cộng đồng chung tay góp sức lại để giúp gia đình chị Tám được hỗ trợ một phần nào đó trong cuộc sống. Căn nhà cũ xây dựng từ ngày anh chị vừa lập gia đình đến nay đã hơn 30 năm đã xuống cấp. Những hôm mưa gió, nhà dột tứ bề, anh Văn đã huy động tất cả mọi vật dụng để có thể che chắn cho các con có chỗ trú tránh mưa gió. Hai cháu nhỏ của gia đình anh Văn, chị Tám đang ngày đêm phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Còn cháu thứ hai đành ngậm ngùi khép lại ước mơ dang dở được đến giảng đường như bao bạn bè cùng trang lứa. Sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của các tấm lòng thiện nguyện trong cộng đồng xã hội lúc này chính là chiếc phao cứu sinh giúp các cháu của gia đình anh Văn, chị Tám được chữa bệnh. Cháu Mai Ngọc Đạt tiếp tục thực hiện nguyện vọng đến giảng đường hướng về tương lai tươi sáng hơn. Chuyên mục Cần lắm những tấm lòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.